Phượng ơi, Út Phượng đang làm gì đó? Út Phượng đang ăn cơm. Ăn cơm với Út Phượng nha. Phượng ơi, Út Phượng ăn cơm ngon không? Út Phượng ăn cơm ngon lắm. Cái này nó dùng quá thuộc cái gà trần cái trâu này sao mà nó dùng dữ vậy ta, làm sao mà ăn đây? Cô cũng đang làm gì đó. Phượng đang ăn cơm. Phượng ngon không? Ngon ham. Út Phượng ăn cơm ngon lắm. Phượng ở một mình Út Phượng có buồn ha? Út Phượng không có buồn, không có buồn. Út Phượng ăn cơm ngon không em? Út Phượng ăn ngon lắm. Mình thương Út Phượng lắm. Út Phượng có buồn khi mình ở bên cạnh Út Phượng không? Út Phượng không có buồn đâu. Bạn rất tốt. Rất là bạn
cũng thương Út hết á. Bạn không có làm tổn thương Út. Vì sao Út buồn? Út không có buồn đâu. Út vui lắm. Út rất là vui luôn. Mình sẽ bảo vệ Út, Út đừng buồn nha. Út cảm ơn bạn nhiều lắm. Không có bạn thương Út, không biết làm sao Út vượt qua luôn á. Út thương bạn nhiều lắm. Còn ai Út ăn ngon hơn? Út vẫn ăn ngon lắm. Út vẫn ăn ngon lắm. Phượng ăn ngon lắm. Út vặn ơi, Út vặn ăn ngon không em? Út vặn ăn ngon lắm.